Maria, hết giờ 5 phút rồi đó em. Tịch thu điện thoại. Điểm F cho em. Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học nha. Em có thể ra ngoài. Cảm ơn cô ạ. Không có gì đâu. Cho em lấy điện thoại được không cô? Không, em không được lấy cho đến khi bài học kết thúc. 3 cộng 2. Được rồi, lấy điện thoại đi. Cảm ơn cô ạ. Nhớ là em không được dùng điện thoại trong giờ học nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Cậu không được sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Tịch thu trong 10 phút. Hả? Ngài cảnh sát, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn kìa. Nhưng cô ấy không lái xe. Phổ biến. Thời gian tịch thu 10 phút đã bắt đầu. Hết giờ rồi, đi đi. Cảm ơn nha. Phổ biến. Con không được sử dụng điện thoại khi đang ăn đâu. Thật bừa bộn mà. Xin lỗi gì ạ? Tịch thu trong 10 phút. Được rồi, được rồi. Đã hết giờ, con có thể dọn dẹp rồi đó. Được. Xong rồi ạ? Đúng rồi. Con dùng điện thoại nha gì? Không, làm xong bài tập về nhà đã. Mình không muốn làm bài tập đâu. Cái gì? Nghiêm túc đấy à? Một chiếc điện thoại khác. Xin lỗi ạ. Con làm bài tập về nhà đi. Được rồi. Không. Hả? Maria đâu mất rồi? Maria! Mình gặp rắc rối lớn đây. Cảm ơn. Bây giờ làm bài tập đi. Được rồi. Lần này quá lắm rồi. Bây giờ con sẽ phải làm bài tập thật nghiêm túc. Tịch thu trong 20 phút. Bắt đầu thôi. Được rồi. Hết thời gian tịch thu rồi. Con làm bài tập xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Tuyệt vời. Tốt, đúng rồi. Con có thể ra ngoài. Cảm ơn gì? Biết cách sử dụng điện thoại rồi ạ. Wow, giỏi. Con lấy một cái đi. Cảm ơn ạ. Này. Ủa, tớ xin lỗi. Tớ sẽ dạy cậu sử dụng điện thoại đúng cách nha. Được rồi. Ở trong thư viện thì phải giữ im lặng. Được rồi, được rồi. Nhưng tại sao? Vì con làm phiền mọi người đọc sách. Ồ, con hiểu rồi. Được rồi. Dùng điện thoại trong bóng tối có hại cho mắt lắm. Rồi nè. 1, 2, 3. Không, không, không. Hả? Cậu có bài tập về nhà phải làm. Ồ, được rồi, tớ hiểu rồi. Đúng. Thank you.
cái gì? Không, có con mà. Một cái thôi. Có con. Đi mà. Biết rồi. Sẵn sàng. Ngon tùy hết. Thật kỳ diệu. À hả? Gì thế nhỉ? Tuyệt vời. Vậy là đủ rồi ạ. Ồ, hoa nè. Wow. Yes. Tuyệt vời. Xong rồi. Xinh quá đi. Được rồi, đi thôi. Cái này được đấy. Wow. Xin chào. Wow. Thử bút chì không nhỉ? Yeah! Yeah!